các giám mục Hoa Kỳ lên án cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội, khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho quốc gia. Sau cuộc tấn công của những người biểu tình vào tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1, 2021, Đức Tổng giám mục George Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau: "Tôi cùng với những người có thiện chí lên án bạo lực xảy ra tại Điện Capitol, Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện cho các thành viên của Quốc hội, nhân viên của Điện Capitol, cảnh sát và tất cả những ai đang làm việc để khôi phục trật tự và an ninh công cộng." Đức Tổng giám mục lưu ý, quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình là một trong những dấu ấn của quốc gia vĩ đại này. Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta phải tuân theo các giá trị và nguyên tắc của nền dân chủ của chúng ta và đến với nhau như một quốc gia thuộc quyền Thiên Chúa. Tôi xin phó thác tất cả chúng ta cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta con đường hòa bình, ban cho chúng ta sự khôn ngoan và ân sủng của một lòng ái quốc chân chính. Đức Hồng Y Winton Gregory, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, cũng đã đưa ra lời tuyên bố, trong đó Ngài mô tả Quốc hội Hoa Kỳ là nơi linh thiêng và là nơi mọi người trong nhiều thế kỷ qua đã thể hiện một cách đúng đắn, đại diện cho nhiều ý kiến. Vì vậy, theo Đức Hồng Y, người Mỹ chúng ta nên tôn trọng nơi mà luật pháp và chính sách của quốc gia chúng ta được tranh luận và quyết định. Chúng ta nên cảm thấy bị vi phạm khi di sản tự do được lưu giữ trong tòa nhà đó không được tôn trọng và bị xúc phạm. Đức Tổng giám mục Washington cho biết Ngài cầu nguyện cho sự an toàn của các quan chức đã được bầu, nhân viên, công nhân, người biểu tình, nhân viên thực thi pháp luật và những người lân cận tới Điện Capitol, Hoa Kỳ. Ngài yêu cầu tất cả những người nam nữ thiện chí dừng lại và cầu nguyện cho hòa bình trong thời điểm quan trọng này, và kêu gọi mọi người thay đổi giọng điệu gây chia rẽ gần đây đã chi phối các cuộc trò chuyện chính trị. Đức Hồng Y nói, những người sử dụng những lời lẽ quá khích phải nhận trách nhiệm về việc kích động bạo lực ngày càng gia tăng. Chúng ta được kêu gọi trở thành một dân tộc của các giá trị dân chủ, tôn trọng ý kiến của người khác, ngay cả khi chúng ta không đồng ý với họ. Là những người có đức tin, chúng ta cố gắng đưa Chúa vào thế giới này qua cách sống của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận nhân phẩm của những người mà chúng ta không đồng ý và tìm cách làm việc với họ để bảo đảm lợi ích chung cho tất cả mọi người.